chế phẩm trừ sâu sinh học nấm ba màu là giải pháp hiệu quả để kiểm soát côn trùng gây hại như dầy, bọ cánh cứng, nhện đỏ, cào cào, ấu trùng ve sầu, mối, dẹp sáp, dầy nâu, sùng đất và tiến trùng hại dễ. Sản phẩm giúp ngăn chặn sâu tơ, sâu xanh, sâu xám, sâu khoang, sâu keo da láng, sâu gióm thông, sâu cuốn lá một cách hiệu quả. Vi nấm ký sinh trong chế phẩm hoạt động mạnh mẽ, tiêu diệt côn trùng theo cơ chế tự nhiên, không gây hại cho môi trường. Nhờ khả năng ký sinh trực tiếp, vi nấm hút dinh dưỡng từ côn trùng, dẫn đến sự chết đi của chúng. Đặc biệt, cơ chế không giết chết ngay lập tức cho phép vật chủ lan truyền vi nấm cho cả bầy đàn, gia tăng hiệu quả kiểm soát. Với tính thích nghi cao và điều kiện độ ẩm tối ưu, vi nấm đối kháng phát triển mạnh mẽ, góp phần tiêu diệt và duy trì sự kiểm soát cư trú của côn trùng gây hại. Chế phẩm nấm ba màu chính là lựa chọn thông minh và thân thiện để bảo vệ mùa màng.